Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tôi lại đi thăm, chào anh. Rồi các bác, các anh khu vực Tây Nguyên trong đại gia đình của những người thân quen của Đỗ Sinh. Rồi, xin chào anh em mình nhé. Vâng, đây là các anh đến từ Ban Mỹ Thuật, đến từ Buôn Hồ. Đấy. Những cái gian hàng của các anh Buôn Hồ đêm qua tôi đã đi thăm đêm một chút rồi. Rất ấn tượng. Đấy, của anh Tâm này, anh Đức này. Chào anh. Nghệ nhân. Vâng. Thạch Triệu Mẫn. À, rồi. Chủ tịch hội Buôn Hồ. Vâng. Cái dịp mà về Buôn Hồ là giao lưu với anh rồi, ngồi uống rượu với anh em mình giao lưu rồi. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta đi thăm nhá, những cái khu trưng bày cây cầm nhỏ và mini. Đấy, bây giờ các bác theo Đỗ Sinh. Chúng ta đi sẽ lần lượt, vâng anh. Và một số sau này cái chương trình đấu giá sẽ được tổ chức ở trong khu vực cà phê thư viện sách Đắk Lắk. Khoảng nửa tiếng nữa chúng tôi sẽ di chuyển vào trong đó. Và tôi thấy các anh trưng bày một số cây xanh tầm nhỏ hay quá nhỉ. Những người Tây khu vực cao nguyên mà lại chơi xanh như thế này và nó là quá là đẳng cấp đấy. Chào, không. Vâng, chào anh. Nếu mà không giới thiệu là mình không nhận ra được. Là Thuần Buôn Hồ. Thuần. Dạ, Thuần nhà vườn Buôn Hồ. Mình đến nhà bạn rồi cần gì đấy. Dạ, chú có phải nhà bạn có cây gỗ chắc không nhỉ? Dạ, không ạ. Nhà Thuần có cây hàng xanh. Đúng rồi, cây me. Cây me đứng đại diện đấy. Đúng rồi. Cái đợt đấy mình về Buôn Hồ là hơn chục gia đình mà. Dạ. Đây nha, tôi nói ví dụ như một cây xanh này mà của các anh ở trên cao nguyên mà các anh nuôi trồng, chơi và làm được cây xanh như thế này phải nói là chứ nếu mà Nam Bộ thì chưa chắc đã làm được như thế này, bởi vì ở trong Nam Bộ, trong đồng bằng sâu Cửu Long nó lớn nhanh lắm và nó rông lên cực kỳ luôn, nhưng ở trên này thì các anh hãm được, cũng như ngoài Bắc mình là trong một năm 12 tháng thì ít nhất nó phải có 4 tháng là chậm lớn, đó là cuối thu, đông và đầu xuân. Đấy. Thế thì ở cao nguyên mà canh làm được một cây xanh cô đọng lại như thế này phải nói là rất là tuyệt vời rồi. Chỗ này có 4 cây xanh liền, 5 cây. Tôi sẽ giới thiệu 5 cây xanh là những cái tác phẩm đề bạt. Theo tôi hiểu thì hình như đây là một cái bộ chơi đối xứng. Đây là cây số 1 này, đối với cây số 2 bên này. Bởi vì tôi thấy cái viên đá thấm thủy cài vào dáng cây xanh, cái chậu rất giống nhau và được đối xứng qua một cây xanh ở giữa, cây xanh ngũ phúc ở giữa trên cái chậu này là chậu si cát chứ không phải chậu đá. Đúng rồi. Đấy. Còn bên này là một cây xanh một tán này, một tán ô này, thân cốt rất đẹp. Đây là những cái tác phẩm tướng quân đến từ Cờ Rông Anna của Nguyễn Văn Huế. Vâng, Cờ Rông Anna hay gọi là Buôn Chấp mọi ngày đấy. Một cây xanh ôm đá thấm thủy thả nước. Già quá này. Thank you.
Đây là cây mai chiếu thủy. À, chương trình trưng bày và dự thi cho nên là không có số điện thoại của chủ cây các bác ạ. À, chỉ có mã số thôi. Đây chỉ có mã số đây này. Mà mã số 2, à, cây của ai và số điện thoại như thế nào thì chỉ có ban tổ chức mới biết được. Cho nên chúng ta xem video không thể giao lưu được trực tiếp đối với chủ tác phẩm. Đây là cây sam trái này các bác này. Một cây dáng đổ nhưng mà đổ rất sâu. Nếu tính như thế này dưới đáy chậu rất nhiều. Bởi vì cái chậu của anh ấy hơi thấp. Đấy, cây này mà di chuyển đi đâu là bắt buộc phải có cái đôn ở dưới để đặt lên chứ không thể đặt xuống đất được. Đẹp quá nhỉ. Yeah. Trái rất nhiều, chi chít luôn. Nay mai đến mùa chín là bấm hết lá lên thì nhìn nó sướng lắm. Đấy. Và cây sam trái. Đâu? Đó, dưới đấy đó. Dưới thủy nào kia? Trên đó kìa. À. Cái con đó. À thế à? Mình đang đi quay tí đó. Cây đấy giá bao nhiêu tiền? Dạ. Cây đấy giá bao nhiêu? Cây anh giới thiệu với tôi ấy. Đâu? Đến xem nào. Cứ đến xem nào, đến xem đó. Đây tôi vừa quay cái này xong mà. À lúc tôi quay anh đứng đây rồi đúng không? Cây này có cái nét rất là nghệ thuật, rất quái đấy. Nhưng có vẻ đặt vào cái chậu này nó không hợp lắm. Cây mát mã số 02 này. Cây này giờ tầm khoảng bao tiền thì anh giới thiệu rồi giao lưu được. À, có thể người ta xem cuốn video của tôi và người ta có số điện thoại của anh, người ta gọi alo ngay. Anh đọc đi. Đến đằng trước đấy, đến đằng trước thì đứng xa đọc đi. Vâng, để giới thiệu các bạn, đây là chủ tác phẩm Mai Chiếu Thủy tôi đang đăng tải lên. Anh giới thiệu cái một chút cái. Anh ở đến từ tỉnh nào? À, Long An. À từ Long An ra đây ạ. Vâng, anh đọc chậm số điện thoại nhé. 0932. 0932. 0555517. 0932 0555517. Đọc phải như đọc kiến thiết sổ số kiến thiết thủ đô như thế thì. Vâng, thế cây này của anh khoảng bao nhiêu tiền? Giá thì để liên hệ qua điện thoại đi. À thì anh cứ nói nhỏ riêng tôi biết thôi được không? Bởi vì tôi thì anh phải dỉ tai tôi biết thì tôi mới ấy được. Thế anh cứ nói riêng cho tôi biết thôi. Giá khoảng bao nhiêu? Mấy chục trở lên. Mấy chục là bao nhiêu? Con số không chính xác. Không. Nếu mà mấy chục thì bây giờ mấy chục thì tôi hỏi anh nha, 20 có phải là mấy chục không? À 30. 40. Tôi tăng lên 80 có được. À tức là 80 tiền phải suy nghĩ. 81 triệu có được. Được. À thế là anh báo giá 81 triệu. Anh lại thua. Anh thua tôi rồi. Được rồi, nhất trí nhá. Đây, anh đến đằng sau tôi xin kiểu ảnh đứng cạnh cái mai chiếu thủy đó. Đứng đằng sau cây mai chiếu thủy. Thế, rồi. Rồi Đỗ Sinh Trụ nhá. Anh đến từ Long An này. Có cây mai chiếu thủy và tôi đã biết được số điện thoại của anh ấy, và tôi hỏi cái giá. Đấy, lúc đầu anh không báo giá nhưng mà qua cái cách làm của tôi, cách khơi chuyện cái là tôi đã biết được giá của anh là tầm khoảng độ. Tôi mạnh dạn tôi nói là chắc chắn là ý giá của anh là sẽ là vào khoảng độ 78 đến 85 triệu. Đúng chưa? Anh thấy tôi đoán chuẩn không? Thế dao động trong cái khoảng 78 đến 85 triệu đó là tùy sở thích của những người. Được rồi, thế là ok rồi. Vâng, à, anh tên là gì nè, hôm nãy mình chưa hỏi tên. Tên Thái à. Anh Thái đến từ Long An. À, anh còn đưa Đỗ Sinh đến thăm một số những cây mini của anh này. Anh đặt lên bàn tay giúp tôi được không? Đấy, chuẩn chưa? Một cây mai chiếu thủy đặt trên lòng bàn tay. Cây này nhỏ nhỏ tiền thôi. Cây này có thể anh nói giá được ấy, vì nó nhỏ. Giá tiền kỷ niệm ấy, giá kỷ niệm ấy là khoảng bao tiền?
4 triệu. Vâng, đấy nha, các bác có số điện thoại của anh Thái rồi, chúng ta sẽ alo đến số của anh Thái. Với cây mai chiếu thủy, bonsai mini, bàn trà, giá 4 triệu đồng. Anh còn cây nào nữa nhỉ? Đây đâu anh? Cây này chính tối qua khi bắt đầu bước chân vào đây tham quan là tôi đã đặt lên bàn tay của tôi. Lúc ấy tôi với anh Năm Xanh với Biza Lai rồi mấy anh em đi gặp nhau, đón nhau là đến đây luôn. Cây này thì tầm bao tiền? Tầm 4 triệu. 4 triệu cũng bằng cây kia. Cuốn video mà tôi phát ngay lúc 8 giờ tối hôm qua là có cây này tôi bê lên ấy, tôi rất thích ấy. Đấy, mấy anh em ra sân bay đón tôi vào đây là tôi đến khu này luôn. Thế còn cây sam hương bên cạnh của ai? Của người khác à? Vâng, cây sam hương bên cạnh cũng khéo này. Cây này để trên hai bàn tay được, hai ngón tay được đây này các bác này. Đấy, đây. Cây sam hương. Rất là nghệ thuật. Cây này cũng giá 4 triệu, nó là sam trái đấy chứ. À, sam hoa. Đúng rồi à? À đúng rồi, đây này. Đây cái hoa này. Đấy. Và chúng ta tiếp tục đến với một số những cây nhỏ đã đi. Ở chỗ này có cái lô mai chiếu thủy mini nhìn hay quá. Và tiếp tục có những cây thì không có hoa nhưng có những cây vẫn đang đeo hoa rất đẹp đấy nhá, lá nhỏ này, cây mã số 64. Và chúng ta ngắm một cây sam hương đẹp quá. Bao giờ cho cây sam hương nhà tôi nó, tôi luyện nó cũng được như thế này. Lá này khả năng lá sau này nó cũng không phải nhỏ lắm đâu, nhưng mà trước mắt là sau khi lọc mà đạt đến dăm như thế này rồi lá cũng sẽ bé tí. Cây mai chiếu thủy dáng bạc phong. Với thời lượng cuốn video này chúng tôi xin kết thúc tại đây để chúng ta di chuyển tiếp cuốn sau.